The Gang Show Music Way. Những câu chuyện trải lòng, những ca khúc lắng động, những chia sẻ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi là Nguyên Khang, chào mừng quý vị đang cùng đến với The Gang Show Sống Tự Tin. Quý vị thân mến, sau nhiều số phát sóng thì Nguyên Khang cảm nhận được sự yêu mến của quý vị rất là nhiều dành cho tất cả những nghệ sĩ. Nhiều quý vị cũng đã gửi thư về cho chúng tôi bảo rằng là tất cả những nghệ sĩ tham dự chia sẻ và hát rất là hay. Thế thì hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị thêm một cặp đôi nữa có mặt trong chương trình The Gang Show Sống Tự Tin. Họ là một cặp bạn thân chơi với nhau ngoài đời. Tôi nói như vậy thôi chứ còn mức độ thân như thế nào thì phải để cho họ chia sẻ. Xin được giới thiệu ca sĩ Tuấn Nghĩa và ca sĩ Phượng Vũ. Xin chào hai bạn. Vũ với lại Nghĩa là biết nhau được bao lâu rồi? Đầu tiên thì cho em xin phép được gửi lời chào tới khán giả của The Khang Show. Và cảm ơn anh Nguyên Khang đã tạo điều kiện cho Phượng Vũ ngồi đây để được giao lưu với khán giả và chia sẻ những câu chuyện thật nhất của cuộc đời mình. Chắc không, chưa chia sẻ mà biết thật nhất rồi. Mình phải giáo trước như thế. Và Tuấn Nghĩa bỏ qua nhau eo là ơi. Tuấn Nghĩa. Vâng. Đấy. Thật ra thì Phượng Vũ với Tuấn Nghĩa quen nhau được 3 năm nhỉ? 3-4 năm gì đó. Từ chương trình gì? Bọn em là cùng chung một người thầy ạ. Dạ. Thế thì học chung thầy như vậy thì có lẽ là tụi em đã từng hát song ca với nhau nhiều đúng không? Bọn em cũng hát song ca rất nhiều rồi ạ. Được một lần. Ủa, gì kỳ vậy? Có nghĩa là tụi em thường là chỉ hát solo nhưng mà chưa có nhiều cơ hội hát song ca. Đúng rồi. Thế thì hôm nay là đây sẽ là cơ hội thứ hai để cho các bạn làm việc với nhau. Mà anh cũng đang tìm cái chủ đề cho em. Tự nhiên cái không hiểu sao một bạn biên tập, bạn ấy gợi ý cho anh là hay là anh chọn chủ đề tâm trạng khi yêu đi. Cho nên là anh nghĩ là nó cũng hợp với tụi em đúng không? Vâng. Tụi em là những người đều trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc về tình yêu đúng không? Cảm nhất vâng. Là Vũ nè. Anh nghĩ là em là có nhiều cung bậc khác nhau về tình em yêu lắm. Em chưa yêu ai, làm sao biết cái gì về tình yêu, em chả biết gì về tâm tình yêu. Tâm hồn của em như một tờ giấy trắng. Dạ vâng ạ. Em là thánh nữ. Em mong manh lắm anh. Em là tiểu siêu ở trong cô gái đồ lông chăng? Em có biết không, khi mà người ta chưa trải qua một cái chuyện gì đó, nó chỉ có hai điều. Một là họ đã thật sự họ chưa trải qua, họ mong manh như một tờ giấy trắng. Hai là họ trải qua quá nhiều, sau đó họ đi làm sạch nó lại để họ trở thành một cái tờ giấy trắng thật sự. Thì anh nghĩ có thể em là trường hợp đầu tiên. Vũ là một cô gái rất là giàu cảm xúc, cho nên đôi khi anh nghĩ là những gì mà Vũ thể hiện qua cái bài hát một phần nào đó cũng nói về tính cách của bạn đúng không? Thế còn với Nghĩa, dạ. Thường khi yêu thì em sẽ là một người như thế nào? Bản thân em thì từ xưa đến nay em khi mà em yêu thì em gần như là em cuồng si lắm. Cuồng si? Vâng. Có khờ dại không? Có hơi dại một tí nhưng mà vẫn tỉnh táo vẫn được tỉnh lúc táo, cần. Đúng không? Vâng. Thế thì trong tình yêu á, thì em là người chịu đau khổ nhiều hơn hay là em là người đón nhận hạnh phúc nhiều hơn? Em chắc là em chịu nhiều đau khổ nhiều hơn đấy anh ạ. Vâng. Bởi vì là chắc là em cũng phải tự tạo cho mình những cái đau khổ như thế để em hát những cái dòng nhạc của mình nó mới hay hơn được. Chứ còn nếu mà vui quá thì em hát cái nhạc của em mặt em tỉnh bơ là em không đúng rồi. Không hay được. Vâng, cũng giống như ban nhạc vậy. Anh để ý là thường là ban nhạc mà khi trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc về tình yêu á, vâng. Họ đánh những cái bài mà đau khổ thất tình hay là chia ly tan vỡ họ đánh rất hay. Như ban nhạc Oxy chẳng hạn. Các anh ở đây đều đã trải qua ít nhất vài ba cuộc tình, cho nên đánh tới đâu thì các anh thấy nhói tới tim tới đó, nhất là anh Trống. Em biết những cái đoạn mà ảnh nhồi như thế là những nhồi như nhồi tim của anh vậy đó. Quay lại với Lê Phượng Vũ thì ở đây tâm trạng khi yêu thì mình sẽ bắt đầu với công trạng của những mối tình đầu tiên đi ha. Dạ. Thật ra là lúc mới yêu nó cũng sẽ có nhiều cái cảm xúc lắm. Em nhớ em yêu lần đầu tiên lúc nào không, năm bao nhiêu tuổi? Nếu mà là yêu thật sự ấy ạ, thì còn có cả yêu giả nữa. Năm 21 tuổi em mới bắt đầu biết thế nào là tình yêu đầu đời, đầu tình yêu thật sự luôn. Có là tức là năm đó là biết nắm tay, biết hôn môi này nọ. Dạ yeah, đúng rồi ạ. Còn trước kia là sao? Trước đó là trước đó giống như là mình trước là nó là gà bông hả, mối tình gà bông hả em? Mình yêu nhưng mà cầm tay nhau là mình đã run run rồi nhưng mà nó không phải là yêu mà là chỉ là thích thôi. Còn khi mà em bắt đầu mà biết rằng thế nào là tình yêu thật sự ấy thì nó còn có lẫn cái cảm xúc là ghen tuông, rồi vui, buồn này, giận hờn, nhớ nhung. Thì lúc đấy em phát hiện ra đấy đúng là tình yêu. Thì cái năm đấy là năm 21 tuổi, và đấy cũng là mối tình đầu của em, cũng là chồng cũ của em.
thì lúc đó là em bắt đầu em hiểu được tất cả những cái gia vị của tình yêu. Dạ. Thật ra gia vị của tình yêu cũng có nhiều, nó giống như gia vị cuộc đời á, ngọt, bùi, đắng, cay, chua, mặn, vân vân. Dạ. Thế còn Nghĩa, nếu như Vũ yêu năm 21 thì em yêu năm bao nhiêu tuổi? Em cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Có thể nói là đấy là cái thời mà em học lớp 8 đi. Lớp 8 vậy còn vâng, sớm. Cái thời đấy em còn chưa kịp lớn thế mà em đã biết yêu rồi, thế nó mới kinh. Vâng. Thế thì em yêu quá sớm đấy. Không, thời đấy bọn em gọi là rất là đúng là kiểu mối tình, lúc nãy anh nói là mối tình gà bông á. Tức là hai đứa chỉ cần là đưa đón nhau về rồi xong là cầm tay nhau đi rồi xong dắt nhau đi mua sách mua vở các thứ này nọ cho nhau. Thế nó cũng là một cái đối thế với em biết đấy nó là tình cái... yêu. Bởi vì là nó có nhớ nhung này. Có gặp nhau cảm thấy vui này. Thì đấy, nó đơn thuần lúc đấy là chỉ cần như thế thôi. Thế đâu cần tình những yêu cái rồi. Gì khác. Thế thôi. Vậy là đúng rồi, như nhớ vậy đó là nhau. Tình yêu. Nhưng mà cái mức động độ viên nhau học hành. Mức độ tình yêu đó nó là một mức độ tình yêu đẹp, bởi vì nó chưa trải qua nhiều cái sự đau khổ. Vâng. Nó hoàn toàn trong sáng, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu biết rằng là những cái tổn thương của tình yêu làm cho chúng ta dày vò dằn vặt, thì đó mới thật sự là một tình yêu chín mùi đấy. Yeah. Thế thì bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc đầu tiên mà mở màn cho cái tâm trạng khi yêu. Tình cảm ấy nó sẽ như thế nào? Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí ngay bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Vũ. Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn. Biết nhớ nhung có những khi đứng thân khờ hát một mình. Ngày đầu gặp nhau sao lòng thấy nao nao những vân vương. Đến nhẹ nhàng nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu. Những dấu yêu ấy thoáng qua cứ ngỡ như mới hôm nào. Có trái tim đã biết mơ, đã biết mong, đã biết chờ. Tình đầu em đến sao quá nhanh, những yêu thương đã quá nhanh. Đến không ngờ giờ em vui cười thật hồn nhiên phút mong chờ.
Quý vị vừa đến với một ca khúc rất vui tươi, nhẹ nhàng, hồn nhiên yêu đời lúc mới yêu với tiếng hát của Phượng Vũ qua bản phối của OC Band. Bây giờ anh có một cái câu chuyện của một khán giả tên là Đô. Anh đã tâm sự với anh như thế này. Câu chuyện này được kể rất là chi tiết. Từ lúc chưa quen như thế nào, tới lúc mới quen là làm sao, rồi cái lúc quen rồi thì có những thay đổi như thế nào. Chúng ta cùng nghe nha. Tôi và cô ấy vốn dĩ là một đôi bạn thân những năm học phổ thông. Lúc ấy thì tụi tôi chơi chung một nhóm, mày tao chi tớ suốt ngày. Nhóm có 4 người, thế mà chẳng hiểu sao tôi và cô ấy là rất hợp gu. Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện trên trời dưới biển với nhau từ sáng đến tối mà không hết chuyện. Rồi một ngày cả hai đều có người yêu. Thế là người yêu giận hờn gì, cần tư vấn mua quà gì cho ngày lễ tình nhân 8 tháng 3, cả hai đều hỏi nhau. Rồi khi chia tay là ý ới ra quán ngồi dỗ dành nhau. Chúng tôi cứ thân thiết song hành như vậy suốt 10 năm và cứ tưởng tình bạn của chúng tôi êm đềm trôi, thế mà lại thay đổi trong phút chốc. Hôm đó nhóm chúng tôi đi chơi, cả bọn đến đủ hết, thiếu có mỗi cô ấy. Tụi tôi định bụng là khi cô ấy tới là chúng tôi sẽ tổng sỉ vả vì cái tội chơi giờ dây thun. Vậy mà khi cô ấy xuất hiện, tôi bị đứng hình. Hôm đó cô ấy lạ lắm, rất đẹp. Và cái đẹp ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp. Thế là thay vì tuôn những lời trách móc, tôi chỉ dám hỏi han nhẹ nhàng, rồi cười hiền lành. Sau hôm đó tôi biết là tôi đã thích cô ấy, nhưng có dám nói đâu, vì lỡ đâu cô ấy không đồng ý. Thế là vừa không được tình yêu, lại mất luôn tình bạn 10 năm quý giá. Nhưng mà khi đã yêu thì không thể giấu mãi được. Cô ấy cũng dần cảm nhận được tình cảm từ tôi. Một ngày cô ấy tự nhiên chủ động nắm lấy tay tôi và trao cho tôi một nụ hôn mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ phong vị của nó. Nó ngọt ngào hơn cả những thứ ngọt ngào nhất trên thế giới này. Wow. Lúc mới yêu đấy. Wow. Nó ngọt ngào, nó lãng mạn. Và thế thì nếu mà tính theo cái thang điểm 10 cho sự lãng mạn thì em nghĩ cái lúc mới yêu của hai người này là ở thang số mấy? Theo như cái cách chấm điểm của em ấy, thì em chấm cái tình yêu này của các bạn ấy, cái độ lãng mạn thì 10 đấy. Thế nhưng mà nếu mà xét về cái độ mạnh dạn và trước thời cơ thì em cho 2 điểm thôi. Anh cũng thấy vậy. Tội gì mà phải đi theo nhau tận đến 10 năm rồi mới bắt đầu là nhận ra là mình thích nhau như thế. Anh nghĩ nó là đôi khi cái nó phụ thuộc về tần số. Tại vì có thể nhiều khi bạn nữ lúc mà họ gặp cái người chàng trai này, bạn rất là xề xòa. Bạn như là như bạn này nói là tự nhiên cái hẹn đi, cái bạn ấy trang điểm, bạn ấy làm tóc, bạn ấy đổi khác lên, thì có lẽ là cái lúc đó bạn trai kia mới nhận ra cô gái này đẹp đến vậy, dễ thương đến vậy. Vậy là tình yêu là đến từ vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài quan trọng thế sao? Em, ủa chứ em không yêu người ta, em phải có ấn tượng như người ta em yêu chứ. Em không nghĩ đấy là vì vẻ bề ngoài mà nó là một cái nét đẹp tiềm ẩn. Ẩn tìm 10 năm mới ra, đúng mình không? Mình nhận ra có những cái giây phút như thế thật mà anh. Đúng. Đôi khi em cũng có những người bạn mà bình thường gặp nhau thì không sao đâu, tự nhiên hôm nào đấy đi đâu mà ví dụ mặc bộ vest và đẹp một cái, tự nhiên mình thấy ui, mình thấy rung động thật. Thật sự khá là ngọt ngào. Nhưng anh chỉ tiếc một điều là tại sao phải để cho bạn nữ chủ động nắm tay. Đúng rồi đó. Em nghĩ là trong chuyện tình cảm thì nam nữ đều có quyền được chủ động chứ ạ. Và không, nếu mà người nữ chủ động thì không làm sao, nhưng mà nam mà chủ động dễ ăn vả lắm. Cũng không hẳn. Anh chỉ thấy cái câu chuyện này là tại vì bạn nam bạn đang nhìn bạn nữ, bạn bị hút hồn vô. Có nghĩa là bạn nhận ra là mình bị thu hút bởi bạn nữ đó. Nhưng nếu như giả sử như bạn nữ không chủ động nắm tay, không chủ động hôn môi, thì liệu là có để vụt mất cái tình yêu đó hay không? Thật ra em nghĩ phụ nữ rất là tinh tế. Mình có thể biết được và cảm nhận được ai có tình cảm với mình. Và nếu mà chỉ cần mình bước lên một bước thôi thì người ta cũng sẽ không ngại bước đến để đứng cùng với mình. Cho nên nếu mà mình mà đã thích ai, đối với em, nếu mà em đã thích ai á thì em sẽ bày tỏ luôn, nói luôn, được ăn cả ngã về không. Wow. Dạ. Cỡ của em thì không thể nào. Nên là giờ em vẫn đang thế. Với cái cá tính của em thì anh nghĩ là không có con mồi nào nó vụt mất khỏi tay em cả. Nha. Em rất là chủ động. Dạ. Nhưng mà anh muốn hỏi một chút về cái nụ hôn của tụi em đầu tiên á, thì nó có vị như thế nào? Trời, che miệng lại làm như mới hôn lần đầu vậy. Vũ anh nè, anh Vũ thì Phượng, Phượng thì Vũ. Cái diễn ngượng ngùng đó của em nó over đối với anh lắm.
Em biết mà, em biết anh có cái khả năng khai thác mà. Anh nói đến cái tự nhiên em nhớ lại nụ hôn đầu đời của em luôn. Wow, sao? Nhớ được nụ hôn đó sao? Lâu không? Ốm không? Cũng được một lúc. Chắc là được một phút. Một phút à? Dạ. Ai là chủ động hôn người kia? Em. Wow. Rồi cảm giác thế nào, ngọt không? Dạ, rất là ngại ngùng ấy ạ. Cảm thấy bờ môi nó run. Dùng mồm bật lên luôn. Vâng, xong rồi kiểu tay mình không biết ôm vào đâu. Không biết sờ vào đâu. Xong kiểu là... xong rồi kiểu... Rồi, sao nữa? Rồi có bấu víu kịp không? Hay là bỏ chạy? Dạ, xong rồi thì đấy một phút nó trôi qua mà kiểu kiểu ngại ngùng ấy. Ừ. Xong rồi hôn xong rồi kiểu hai đứa quay mặt đi cười. Không, cái đó là lúc mà mình mới bắt đầu yêu đúng không? Cho nên mới có cái nụ hôn đó. Cho nên là đối với nhiều người á, chúng tôi nghĩ cái nụ hôn đầu nó sẽ để lại rất là nhiều kỷ niệm, kinh nghiệm cũng có nữa. Nhưng nói về cái nụ hôn thì không ấy, hai bạn bây giờ kết hợp với nhau một ca khúc đi, song ca đi nha. Lần trước là hát một bài rồi nhưng mà lần đó thì anh chưa được nghe. Giờ lần này mình thử song ca một bài đi. Nhân tiện mà nói về nụ hôn ấy, ừ. Thì chắc là em với lại Tuấn Nghĩa sẽ tặng quý vị khán giả cái bài hát mà liên quan đến cái vụ mút. Mút đó. Em bớt mút là giùm anh. Em cứ kẹo mút không anh ơi. Đấy, đó anh nói đến kẹo mút thì kẹo mút nó mới ngọt đúng không? Mà mút kẹo ngọt như thế chúng ta sẽ nhớ đến cái vị ngọt của đôi môi. Vâng. Dạ. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc quen thuộc. Lần này sẽ được thực hiện lại với một bản phối mới, ca khúc Vị Ngọt Đôi Môi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như hôn nồng, giữa hơi thở đêm mê ngày ngơ.
lại đôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mê ngây ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Quý vị đến với ca khúc Vì Ngọt Đôi Môi với phần thể hiện của Phượng Vũ và Tuấn Nghĩa. Cặp đôi của chúng ta thể hiện rất là đáng yêu đúng không ạ? Vâng, đúng là kiểu cảm giác của tình yêu gà bông. Diễn rất là ăn ý, rồi nắm tay, rồi chỉ tim này nọ gì. Mới yêu nó vậy đó em. Vâng. Chứ còn yêu thời gian rồi là mạnh ai đấy, quan tâm đến con đường riêng của mình thôi. Nhưng mà đó cũng chính là một cái cung bậc, một cái cảm xúc của tình yêu đúng không ạ? Và người ta thường bảo là môi thì nó có vị ngọt, nhưng mà đôi khi có những cái giai đoạn vị ngọt nó cũng khác nhau. Có những lúc nó sẽ ngọt đậm, có những lúc ngọt vừa, nhưng cũng sẽ có những lúc nó ngọt nhạt. Và bây giờ thì đến một câu chuyện tình yêu khác, mà ở đó nhân vật chính của câu chuyện của chúng ta trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu. Câu chuyện như thế này: Thùy Lam và Trí Tân yêu nhau từ khi còn học cấp 2. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ tình yêu này vì cả hai luôn là học sinh giỏi, đứng top đầu của trường. Tình yêu tuổi học trò của họ trôi qua êm ả và đẹp tinh khôi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, thì Tân lên đường đi du học ở Mỹ, để lại lời hứa rằng khi học xong anh sẽ về và chúng mình cưới nhau nhé. Lời hứa ấy cùng với cái nắm tay đồng ý của mẹ anh đã như ngầm thừa nhận rằng từ lúc đó chị đã là con dâu của gia đình anh. Đám cưới chỉ là thủ tục mà thôi. Suốt 4 năm học đại học, cứ đều đặn hàng ngày, sáng thì chị Lam lên giảng đường để hoàn thành tấm bằng cử nhân loại giỏi của mình. Để chiều tối về, chị qua nhà anh để chu toàn bổn phận con dâu, chăm sóc ông bà, ba mẹ và em trai của anh Tân. Vất vả trăm bề, nhưng vì yêu anh và tin tình yêu của anh dành cho mình, mà chị Lam lại vững lòng tiếp bước. Và rồi anh ở nước ngoài tiếp tục học lên thạc sĩ. Chị ra trường đi làm và mỗi ngày đều mong đến thời khắc được nói câu đồng ý làm vợ anh. Đấy, là một cái khoảng cách yêu xa đúng không? Theo các bạn thì chuyện tình yêu của họ sẽ diễn ra tiếp tục như thế nào? Nghĩa? Em không hiểu sao là em... rõ ràng cái chủ đề của mình hôm nay là tâm trạng khi yêu. Thì khi mà đến với một cái chương trình mà với một cái chủ đề nó đẹp đẽ như thế này, thì em luôn luôn là muốn cho cái những cái câu chuyện tình yêu trong này nó sẽ có những cái kết cục tốt. Nhưng mà không hiểu sao, đấy là cái mong muốn của em thôi. Nhưng mà khi mà nghe câu chuyện này thì em lại có cái suy nghĩ khác. Em lại nghĩ đến cái chuyện là người con trai khi mà đi ra nước ngoài như thế, người ta quen một cô nào đó rồi xong là giống như chuyện tình Lan và Điệp ấy. Đấy, đấy, đúng rồi. Là Điệp đi lấy vợ ta ra bụng người đấy. Nào. Đúng không? Mình thế, mình nghĩ người khác như thế. Trời ơi, ai như thế bao giờ đâu, khiếp. Thì tự nhiên. Cái này mới gọi là suy từ bụng ta ra bụng người này. Biết đâu người ta đi về, xong người ta cưới nhau, người ta chỉ có yêu một người thì sao? Sao tự nhiên lại nghĩ ai cũng thế? Nhưng mà nhìn nè, nó khác nhau về suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông lắm. Không biết là như thế nào, nhưng mà tôi có nhiều người bạn phụ nữ đi học đến nước ngoài thì họ ít thay đổi. Thường họ sẽ có nhu cầu là giữ cái mối quan hệ đó cho đến khi mà họ về nước. Nhưng mà đàn ông á, thì tôi nghĩ là rất là khó. Có người này người kia, có những người rất chung thủy, nhưng cũng có những người rất dễ bị hoàn cảnh tác động. Và đôi khi trong cái những phút mà xa nhà như thế, họ sẽ có những cái phút rung động nào đó nơi đất khách. Trong lúc mà đọc cái câu chuyện đó thì Khang suy nghĩ đến bao giờ cũng vậy, trước một cái trận giông bão, trước một cái cơn sóng, biển lúc nào cũng êm lặng và dịu êm đúng không ạ? Nhớ cái bài hát có cái câu là vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ. Ngày chưa giông bão. Quấn quanh bao năm không buông mặt hồ. Đấy. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu êm thơ rất thơ. Nhưng mà nếu như giả sử như Vũ mà đi xa một thời gian như vậy á, thì em có nghĩ là người ấy của em ở nhà chờ em không? Em không nghĩ là
thật ra em cũng không muốn người ta phải chờ đợi mình. Em muốn rằng khi mà yêu nhau ấy thì hai người nên ở cạnh nhau. Bởi vì lúc mà mình ở xa ấy, mình không nói trước được điều gì anh ạ. Bản thân mình cũng vậy, mình cũng có những cái lúc rung động, mình cũng cần một bờ vai. Và mình cũng không thể nào mà cứ chờ đợi mãi được. Mình phải có một cái gì đấy nó chắc ăn anh ạ. Ăn chắc mặc bền. Phụ nữ bọn em là như vậy. Đối với em nếu mà yêu xa thì chắc là không thể. Dạ. Còn nếu với Tuấn Nghĩa, em có chấp nhận một cái mối tình yêu xa như vậy không? Em chấp nhận chứ. Bởi vì là khi mà yêu nhau đủ, đấy là với bản thân em, thì yêu nhau đủ thì cái khoảng cách như thế nào nó cũng không phải là cái vấn đề lớn. Mà nhất là khi cái, em thì rất là thương những người phụ nữ mà người ta yêu mình đến cái mức mà người ta đến nhà người ta coi như là con dâu, người ta chăm sóc mẹ mình những cái lúc mình đi xa, như cái cô gái trong câu chuyện vừa rồi. Thì những cái người bạn gái như vậy em sẽ không bao giờ có chuyện là em có thể bỏ bạn ấy. Sao vừa mới bảo là rằng là đấy là cái đang nói về cái cơ bạn kia. Câu trước đá câu sau. Đấy là đang nói đến cái bạn trai kia ở bên nước ngoài, hiểu chưa? Ơ thế sao lại biết? Đấy là không như thế được chưa? Không phải vấn đề đây. Vấn đề đây là bạn ấy bạn đặt mình trong cái câu chuyện đó. Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em suy nghĩ là cái việc như vậy nó chỉ là cái sự biết ơn, cái sự mang ơn. Đúng bởi rồi. Vì mình cảm thấy là cô ấy quá tốt với gia đình mình nên bắt buộc là bạn giữ cái mối quan hệ đó, nhưng có thể trong bạn cái tình yêu nó đã không còn như đúng. Cái ngày đầu. Nãy giờ tôi đang gợi cái câu hỏi đó ra để cho các bạn ấy đoán già đoán non cho cái câu chuyện của chúng ta tới tiếp theo như thế nào. Nhưng trước khi mà chúng ta đoán được xem nó là giông bão hay bình yên thì có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc do Tuấn Nghĩa trình bày nha. Dạ. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Và với phần thể hiện ngay sau đây, xin giới thiệu ca sĩ Tuấn Nghĩa. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu êm thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa, dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. We'll be right back.
hết muộn sầu. Vừa rồi là tiếng hát của Tuấn Nghĩa với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão. Lúc vừa mới chạm ngõ của tình yêu thì bầu trời quang mây tạnh, mọi thứ xung quanh đều là màu hồng. Nhưng thật ra đằng sau của những cơn sóng biển dịu êm ấy sẽ ẩn chứa những cơn bão giông sẽ ập đến. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái lá thư của bạn Thùy Lam và Trí Tân nha. Nghe anh ấy về nước, chị mừng như một đứa trẻ, ôm chầm lấy anh mãi không buông. Anh chỉ về vài ngày để lo giấy tờ nên với chị, những ngày đó là những ngày rực rỡ hạnh phúc. Rồi một hôm thì anh hẹn chị đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Từ buổi sáng thì chị đã nôn nao lo chuẩn bị trang phục và cả make up làm tóc. Đến giờ hẹn thì chị hồi hộp bước vào nhà hàng và thấy hình bóng quen thuộc đầy nhớ thương người đó từ lúc nào. Trong tâm trí của chị lúc ấy chỉ toàn hiện lên viễn cảnh trong ánh nến và hoa. Anh sẽ quỳ xuống và cầu hôn chị. Chị hồi hộp bước đến bên anh. Buổi tối diễn ra suôn sẻ và anh kể với chị đủ chuyện với một tâm trạng hoan hỷ. Và rồi giây phút chị mong chờ đã đến. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của chị, nhìn sâu vào đôi mắt của chị và nói: mình chia tay đi. Chị không tin vào những gì mình đang nghe. Anh nói gì? Anh nói mình chia tay đi. Lúc ấy chị thẫn thờ, tâm trạng trống rỗng. Anh giải thích rất nhiều, nhưng chị không nhớ gì cả. Và chị cũng chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Sau đêm hôm ấy, chị giam mình trong phòng một tuần lễ, không đi tiễn anh và cũng không liên lạc với ba mẹ anh. Sau này kể lại thì chị mới biết là em trai anh giận anh và từ chối đi du học theo anh. Còn ba mẹ anh thì có qua hỏi cưới chị, nhưng ba mẹ chị đã từ chối. Lý do anh đưa ra để chia tay đó là vì anh muốn cưới vợ và định cư ở nước ngoài để đảm bảo tương lai cho cả anh và em trai mình. Một cú sốc quá lớn đã giáng vào trái tim đã khiến cho chị vỡ vụn thành trăm mảnh. Chị như người mất hồn, không thể khóc nổi. 10 năm rực rỡ của đời người con gái bỗng chốc hóa thành hư vô. Mối tình này đã kết thúc theo cách mà chẳng ai mong muốn, đúng không ạ? Anh vẫn nhớ cái câu là: trong tình yêu mà ai mà không được yêu thì người ấy chính là người thứ ba. Nhưng mà thật ra trong câu chuyện này rõ ràng chị ấy là người đã đến với anh ấy trước. Chỉ đơn giản là theo thời gian thì anh ấy đã không còn yêu chị ấy nữa và chị đã trở thành vô tình là người thứ ba trong cuộc tình của anh ấy. Em nghĩ như thế nào về sự hy sinh quá đỗi 10 năm thanh xuân của người phụ nữ này? Thật ra đứng ở trên cương vị là một người phụ nữ thì em cũng cảm thấy rất là buồn và tiếc cho một cái tình cảm mà rất là lớn như vậy dành cho một người đàn ông. Thế nhưng mà nhìn về hai phía thì em cũng nghĩ rằng chị ấy đã kỳ vọng quá nhiều. Giống như là mình kỳ vọng vào một người mà mình không có chắc rằng là người ta liệu có đi được với mình tới đâu. Thật ra nói gì thì cũng không hẳn, Vũ à. Tại vì cô này cũng có quá nhiều thứ để cô tin chắc là này sẽ là của mình rồi. Đầu tiên đó là đã về ra mắt gia đình. Rồi thứ hai là đã ở trong nhà chăm sóc cho mẹ chồng như là một con dâu thực thụ rồi. Và cái thứ ba nữa là anh ấy có hứa hẹn là khi nào anh đi du học trở về thì mình sẽ cưới nhau mà. Cho nên đó, từ những cái căn cứ đó cho nên cô ấy mới có một cái niềm tin vững chãi rằng cái ngày anh ấy về là cái ngày anh ấy cầu hôn. Nhưng mà trong cái câu chuyện này thì em thấy cái người con trai là cái người gọi là, thôi em nói thẳng là quá tồi đi. Bởi vì nếu mà mình, khi mà mình đã sang đấy rồi mà mình có một cái mối tình mới hoặc là mình có một cái suy nghĩ gì đó về cuộc sống là mình sẽ ổn định tại nước ngoài và không về nữa, thì bây giờ thời đại nào rồi, có phải là như ngày xưa? Mà kể cả như ngày xưa cũng thế, ta có thể viết thư về mà. Ta viết thư về, ta nói là: em ơi, chúng mình có lẽ là sẽ không thể nào đến được bên nhau rồi. Anh ở bên này thì anh cũng đã có bạn gái mới, hay là anh có cái dự định như thế này như thế kia.
thì cô ấy sẽ bớt được bao nhiêu năm chờ đợi của cô ấy. Anh đồng ý với quan điểm của em, đó là trong trường hợp, đó là suy nghĩ của em. Nhưng sao em không nghĩ rằng anh ấy muốn tận mắt, tận tay hoặc là tận mặt để nói cái điều đó, thay vì viết một cái lá thư? Vì dù sao tình cảm của hai người cũng đã tiến triển một cái khoảng thời gian nó khá là dài. Đó cũng là một cách tôn trọng, đúng không anh? Đúng rồi, em không thể chia tay một người con gái mà em yêu thương, người ta hy sinh cho mình chỉ bằng một cái lá thư. Nhưng mà cái cách mà tôn trọng như thế là làm cho cái cuộc đời của cái cô con gái đấy bị lãng phí rất là nhiều thời gian. Thật ra anh lại còn làm một cái bữa tiệc rồi làm cho cô ấy có hy vọng nữa. Thì theo em nghĩ rằng không có một cái nỗi đau nào mà nó có thể đau đớn bằng cái giây phút mà anh ấy nói cái lời chia tay. Chắc là cái cảm giác nó phải rất là trống rỗng. Đúng rồi. Bởi vậy nó mới có ca khúc 1000 nỗi đau đó em. Yeah. Vâng. Nhưng mà nếu là Phượng Vũ thì chắc anh đó dễ gì thoát. Thật sự anh ấy sẽ bị cô ấy nói thẳng luôn là có tiếp tục hay không, chứ không có chờ đợi. Em sẽ nói trước luôn. Vâng. Em sẽ gặp anh ấy sẽ nói trước. Vâng, em nói trước luôn. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái nỗi đau ấy, nỗi đau của sự chờ đợi, nhưng cuối cùng thì kết quả là trong vô vọng. Mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và phần thể hiện ngay sau đây xin giới thiệu Phương Vũ. Mấy tháng trôi qua khi ta cách xa, đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng sớm xa lạ. Mỗi đêm em nhớ về anh, vào lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc anh chẳng nhớ. Mong anh sớm quên em, người ơi đã từng.
em nát tan, đến đây vội vàng rồi lại dở dang. Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng, bỗng dưng lại hóa bé bàng. Quý vị vừa đến với ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau với tiếng hát của Phượng Vũ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ca khúc này nó có hai cái điều khá lưu ý, đó là trong tình yêu ai là người yêu nhiều hơn thì thường là người bị tổn thương nhiều hơn, và lâu lành hơn. Lâu lành hơn. Dạ. Em có là người yêu nhiều hơn trong tình yêu không? Em có. Vâng. Em yêu rất nhiều ạ. Khi mà yêu mà em là người yêu mà không tính toán gì luôn ấy. Không giữ lại cho mình tí nào luôn ấy. Yêu hết, cho hết, yêu đến tận cùng luôn. Và kể cả là sau nhiều lần cái kết quả nó nhận lại, kết quả mình nhận lại nó không như mong muốn, lần sau em yêu em vẫn yêu hết mình như thế. Tốt mà. Vâng. Nhưng mà nếu như vậy thì em có bao giờ tự đặt cho mình là khi mình yêu mình nên lý trí hơn không? Có nghĩa là hiện giờ cách em yêu là theo kiểu bản năng. Có nghĩa là tôi yêu như thế nào thì tôi cho hết mọi thứ tôi có. Và việc cho hết mọi thứ tôi có như vậy thì sẽ vô hình chung làm cho tôi chẳng có gì để dành. Và tôi chẳng còn gì để người yêu của tôi cảm thấy tôi còn bí ẩn, hoặc là khát khao để khám phá, hoặc đôi khi chỉ là một chút gì đó để tò mò về mình. Đấy, em nghĩ nếu mà như vậy thì nó là sự tính toán rồi. Nếu mà đã là cảm xúc rồi thì nó mình làm sao mà kiểm soát được hả anh? Đây giờ hỏi Nghĩa đi. Thế thì đối với em á, khi yêu á thì em có tỉnh táo lý trí hơn không, hay là em cũng giống như là Phượng Vũ là em cho hết mọi thứ? Thì dù sao thì em với cả Phượng Vũ đều là nghệ sĩ, à cả anh nữa, tất cả mọi người ở đây, chúng ta đều là nghệ sĩ, có những cái dung cảm, gọi là cái biên độ dao động dung cảm nhiều hơn người bình thường một chút. Nhưng mà với em thì chắc là em cũng thuộc cái trường hợp là hơi đặc biệt một chút, là bởi vì là em vẫn được giữ được cái lý trí rất là cao khi mà mình yêu. Em là cho cái gì được thì ta mới cho cái đó. Còn nếu mà những cái đó nó bị vượt quá cái khả năng của mình, hay là khiến cho mình sau khi mà mình chia tay là mình trắng tay, thì em sẽ không để cái tình cảnh đấy nó xảy ra. Anh nghĩ là tình yêu nó giống như là một cái phép thử vậy đó. Và khi mà chúng ta yêu với một người á, nếu như ngay từ đầu mà mình cũng như là đi ăn ẩm thực vậy đi, nếu như khi lúc đầu mà mình dọn ra mọi thứ cho họ ăn một cách rất ngon và thưởng thức, thì đôi khi họ sẽ quá no để họ thèm thuồng họ ăn những cái món ăn tiếp theo, và họ cảm nhận những điều tiếp theo. Cho nên thường á, mỗi người ta sẽ có những cái cách yêu khác nhau. Và chính vì mình không yêu lý trí, cho nên đôi khi á, khi mà mình bị thất bại trong tình yêu, mình cảm thấy mình là thiệt thòi, đúng không ạ? Cái đó là cái suy nghĩ của anh thôi. Còn tất nhiên ở đây vẫn là yêu cho nó hết mình. Chính vì vậy mà có một cái câu chuyện như thế này, cái một câu chuyện của anh Tiến muốn chia sẻ đến quý vị đang theo dõi chương trình. Anh kể như thế này nha. Anh yêu bà xã của anh từ những năm học trung cấp 3, mà thời ấy chị ấy đẹp nức tiếng trong trường, lại là con nhà khá giả, trong khi anh chỉ là một chàng học sinh đen thui, nhà nghèo, đông anh em. Thế nên anh chỉ dám đứng từ xa đơn phương, chứ làm gì mà có đủ can đảm để tiếp cận chị, nói chi đến việc tỏ tình. Nhưng mà trời thương anh hay sao đó, dù vệ tinh có quay xung quanh chị nhiều đến thế nào thì chị cũng vẫn đi về lẻ bóng một mình. Thế rồi anh chị cùng lên đại học ở Sài Gòn và học cùng trường. Ông trời lại thương cho anh và chị học cùng một lớp. Thế là anh nghiễm nhiên được đặt cách đưa chị đi học và đón về, vì đơn giản là chị không biết chạy xe, và cũng vì bạn cùng quê thì đáng tin hơn. Người ta nói nhất cự ly, nhì tốc độ. Đây anh có cả hai luôn, lại thêm tấm chân tình, nên là chị đã gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh chỉ vài tháng nhập học. Anh kể, vợ tôi vốn tỷ rất là hiền,
lại còn nhà gia giáo nên tình yêu của chúng tôi diễn ra rất êm ả. Thế nhưng mà cũng chính vì vậy mà đôi khi tôi lại lo sợ. Sợ êm ả quá lại đâm ra nhàm chán. Nhất là khi xung quanh cô ấy không thiếu những chàng trai thú vị và có điều kiện hơn tôi. Thế là để giữ trái tim của chị, anh quyết định đi học guitar rồi tập thành sáng tác giống anh Khoa với lại anh Tuân đó. Câu chuyện kiểu kiểu giống vậy, cũng đi học nhạc cụ rồi xong rồi những cái lúc trại dương tủ học lấy đàn hát nghêu ngao. Thế thì câu chuyện tiếp theo như thế này: yêu nhau 4 năm đại học, 2 năm cao học, chúng tôi về chung một nhà. Em thì kiếm được công việc trong một cơ quan nhà nước, tôi thì cũng bắt đầu công việc giảng dạy của mình. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời khiến cho em tất bật hơn rất là nhiều. Công việc của tôi cũng nhiều hơn nên thời gian ở nhà cũng không bao nhiêu. Em không than phiền gì, nhưng mà nghe cách em nói chuyện, nhìn ánh mắt em, tôi thấy có vẻ tình cảm của em đang có dấu hiệu vơi đi. Tự vấn chính mình, tôi thấy mình vô tâm quá. Thế là tôi quyết định giảm bớt giờ dạy, đi chợ mỗi ngày và tự tay nấu đồ ăn cho vợ con. Em thấy sao? Cái này ổn không? Được, được quá. Ừ. Được quá đúng không? Tiếp chính theo đi, vẫn còn tiếp theo, đây. Câu chuyện tiếp theo như thế này. Sau đó thì cứ mỗi ngày thì anh đều nấu ăn. Hôm thì đưa cơm đến cho cơ quan cho chị, hôm thì cùng chị ăn cơm nhà. Vậy đó mà kéo dài đến hơn 20 năm. Bây giờ hai con chị đã lớn, cũng đi học xa, ở nhà chỉ còn có hai vợ chồng. Thế là mỗi ngày anh đều lái xe đưa chị đi làm, chiều tối đón chị về. Hôm nào mà chị đi làm về khuya thì anh cũng thức chờ để đón. Mọi người cứ hay hỏi anh, hỏi chị là có cách nào mà làm anh một lòng một dạ đến như vậy. Anh trả lời, vì anh yêu chị và không thể sống nếu thiếu chị. Đơn giản vậy thôi. Anh Khang cho em hỏi là cái câu chuyện này, anh lúc nãy anh nói là anh Tiến đúng không? Sao anh em Tiến nói nghe giống cái câu chuyện của anh Khoa guitar? Anh Khoa cũng hay nấu cơm và đưa cơm cho vợ à? Em thấy trên Facebook anh lúc nào anh cũng chia sẻ là anh yêu vợ lắm. Vâng. Đúng không anh Khoa? Anh là người giấu tên trong câu chuyện này hả? Không có hả? em hay kiểu vậy lắm. Nhiều khi đó là anh Khoa anh lấy cái câu chuyện đó của ai anh chia sẻ thôi. Em cũng không biết được. Bởi vì là em rõ ràng em thấy ở trên Facebook anh lúc nào anh ấy cũng rất là yêu thương vợ. Cái tình yêu thứ hai đằng sau vợ của anh chỉ là cái đàn thôi. Mà nhiều khi là em thấy anh bỏ cả đàn để anh về với vợ. Thế là quá tuyệt vời luôn. Cái tình yêu của anh quá tuyệt vời đấy. Luôn luôn ước ao có được một người chồng như anh Khoa. Anh Khoa kìa. Em ơi, anh Tiến. Anh Tiến à? Anh Tiến. Anh Tiến là 20 năm trong câu chuyện của em đang nói là anh Khoa là gọi đây hả? Em ước là ước kiếm anh Khoa đây. Thì anh Khoa với anh Tiến là một đúng không ạ? Mọi người đang nói về câu chuyện giống đây, anh Khoa. Đây là đang đoán. Không biết là anh ấy có gửi tin nặc danh không? Thì cứ cho là giống nhau, mẫu dạ, số chung là giống nhau. Thế nhưng mà anh Tiến thì là một nhân vật trong chuyện. Còn đây anh Khoa có thật thì em ví dụ là đấy. Thì em thấy các anh nói, nhưng mà nói thật là phụ nữ bọn em mà có tìm được một người đàn ông như vậy thì đúng là rất là có phước đấy ạ. Thật ra là quan trọng là do mỗi người ta tự hiểu. Ví dụ như cái câu chuyện của anh này á, anh thấy là khi mà anh tập trung cho công việc nhiều quá thì vợ chồng bắt đầu bị nhạt dần. Và anh tự chủ động anh cắt bớt việc làm đấy chứ. Anh về nhà nấu cơm cho vợ anh ăn, rồi anh đưa đón vợ, rồi anh đưa cơm cho vợ. Thì anh nghĩ ra là đối với anh thì anh cần điều gì nhất. Nhưng mà thật ra mỗi người trong cuộc sống sẽ có những cái chạm đỉnh riêng, những cái mong muốn riêng, đúng không ạ? Khi em nghe câu chuyện của anh Khang vừa nói thì em lại càng cảm thấy những gì mà em vừa khẳng định đúng hơn. Nghĩ rằng là anh Tiến yêu vợ rất là nhiều. Thì anh ấy mới có cái động lực để mà anh ấy cắt bớt những cái công việc ở bên ngoài. Để tập trung vào đi học đàn rồi nấu cơm cho vợ, đưa đón vợ đi. Đấy cũng xuất phát từ tình yêu mà anh, đúng không ạ? Thật ra không phải là ông nào cũng có nhiều thời gian để đúng mà rồi. Đón đưa vợ như vậy đâu. Mà anh làm suốt trong vòng mười mấy 20 năm như vậy, có nghĩa là anh rất rất là thương vợ. Thế nên là chúng tôi tin rằng cái điều cốt dĩ để mọi người có thể đi đến một tình yêu bền lâu và mãi mãi, nó phải xuất phát từ cái sự yêu thương và quan tâm nhau. Một phút nào đó mà chúng ta chỉ cần không để ý đến nhau, không quan tâm đến nhau trong cuộc đời nữa, thì đó chính là cái nguyên nhân dẫn đến cho tình yêu nó bị giết chết hoặc là bị phơi dần đi, đúng không? Rồi, bây giờ nhân cái câu chuyện này thì Nghĩa em có cái bài nào gửi tặng cho anh Tiến nói riêng trong câu chuyện và anh Khoa của chúng ta đang có mặt tại sân khấu nói chung không ạ? Có một ca khúc mà có lẽ là khá là hợp với cái câu chuyện này. Nó là
một ca khúc nhạc ngoại, à, lời Việt, nó là một bài hit đi, ừ, và nó nằm trong cái trái tim của cái giới 8X, 9X bọn em. Không, đây 2000 nhá. À, rồi, ok. Vừa lúc nãy bảo 98 rồi, bây giờ lại thành 2000 rồi. Bao nhiêu cũng được, cho 2000, 2010 cũng được. Rồi, ok, 2000, Gen Z. Ca khúc Mãi Mãi. Vâng. Thưa quý vị, bây giờ quý vị cùng đến với chúng tôi với ca khúc Mãi Mãi. Đây chúng tôi hay gọi là ca khúc đám cưới quốc dân. Có nghĩa là vào thời điểm 8X là quý vị đi nhà hàng tiệc cưới nào cũng nghe cái ca khúc này cả. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Nghĩa. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, người ơi. Nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. Hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người xin lắng nghe này, còn tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều trông gai. Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người ơi xin lắng nghe này, còn tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài vừa lắng nghe ca khúc Mãi Mãi, một ca khúc nhạc Hàn lời Việt, nằm trong một bộ phim truyền hình khá là hot ở thời điểm đó, và đã được gửi gắm qua giọng hát của Tuấn Nghĩa. Thật ra trong cuộc đời ai cũng mong mình sẽ có được một tình yêu mãi mãi, nhưng mà để tìm được một tình yêu mãi mãi như vậy thì bản thân của chúng ta phải là người phải trân trọng từ cái phút giây mà chúng ta có nhau, đúng không ạ? Chúng tôi nghĩ là qua cái chương trình Tâm Trạng Khi Yêu với chủ đề này thì không quan trọng là chúng ta đi cùng nhau bao nhiêu năm trong cuộc đời,
Mà quan trọng là mỗi một chặng đường chúng ta đi qua, chúng ta thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Là được rồi. Để rồi khi mà chúng ta khép lại một cái trang nhật ký của mình, chúng ta lại mở một cái trang khác. Còn nếu may mắn mà từ đầu đến cuối cuốn nhật ký của mình biết toàn những hành trình đẹp như anh Tiến trong câu chuyện đó thì là quả perfect. Yeah. Quả là một trường hợp hiếm có. Cảm ơn Phượng Vũ với lại Tuấn Nghĩa đã đến với chương trình. Tôi không biết là khi mà chương trình của chúng ta lên sóng thì sự đón nhận của quý vị như thế nào. Nhưng đối với tôi, The Khang Show phải là một cái chương trình mang lại cảm xúc cho người xem. Chính vì thế mà từ cái không gian nó rất là gần gũi và ấm cúng, đến cả những bài hát tôi chọn, những cái câu chuyện, hay thậm chí là cả những người anh em mà chúng tôi làm việc cũng phải là như vậy. Tức là chúng tôi phải hiểu ý nhau, và khi hiểu ý nhau thì chúng ta mới đưa được cái cảm xúc đó đến cho người xem. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều dịp hơn nữa để làm việc với nhau, để gặp nhau trong những cái số tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục subscribe kênh cũng như là chia sẻ những đoạn video clip này đến với bạn bè của mình nhé. Mới chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. The Khang Show, Music Way. Xin chào mọi người, mình là Phượng Vũ, cô gái có biệt danh vừa ăn kẹo vừa hát. Và ngày hôm nay Phượng Vũ may mắn được tham gia The Khang Show. Quý vị hãy cùng theo dõi những câu chuyện của Phượng Vũ và những câu chuyện ở The Khang Show. Quý vị hãy theo dõi những tập phát sóng tiếp theo của The Khang Show nha. Okay. Xin chào các bạn, mình là Tuấn Nghĩa, một người có biệt danh là vừa hít không khí vừa hát. Và xin quý vị hãy tiếp tục hãy subscribe và theo dõi The Khang Show trong các tập tiếp theo nhé. Câu chuyện sao nghe vậy? Em xếp. Em nhìn camera nào. Lên đây, check. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Phương. Check lại. Các bạn khán giả. Cho các máy đi ạ. Lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần. Bây giờ kế thừa thì nó phải nằm thuộc về cái túi tiền của một người nào đó kế thừa. Mà làm sao họ có thể chấp nhận một cái chuyện kinh doanh mà không thấy một cái khoản lời nào hết? Thực sự chúng tôi lời nhiều hơn là từ cái tình cảm của khán giả.